Đây, bây giờ tôi sẽ ba mình để nằm xuống được. Cái này là bị cái hiện tượng là nước nó vào chứ nó cứ chảy ra ngoài, nó không giữ được nước. Đây là khá phổ biến ở mấy dặm hay gặp. Đây, mình đặt nằm xuống này, mình tháo cái ống nước thải ở đây. Đây, hơi tối mọi người. Điện thoại mình xoắn lia lia lung tung qua lại nhanh. Đây. Thấy không? Đây, cái ống đường nước thải này mọi người dùng ngược về này. Cái này cũng dễ mà, nếu có nắp mọi người tháo nắp dưới thôi. Sửa nó. Cái này nó kẹt trong này. Đây mình cầm điện thoại mình không hai cái mình cầm một tay mình không làm được, mình dừng lại mình làm mình tháo ra rồi mình lấy ra thôi. Xong rồi mình quay lại nhé. Ok mình lấy ra rồi. Đây. Cái gì ta? Kia. Những cái ghim cái tắc sao này hơi bẩn này. Đấy lấy đây vậy nó kẹt như vậy là nước nó không đóng được, nó cứ chảy ra cái chỗ nước thải luôn. Đấy cái này mình quay nhanh lại luôn nhá, chỉ cái ban bệnh mà cũng hay gặp ở mấy giặt phết đấy thì mọi người cứ tháo cái chỗ này ra. Thường thường là nó có cái vòng này này là cái chỗ mà mình vặn ra để là có cái phớt trong này để nó đẩy cái nước khi nào khi cái phớt này bình thường nó luôn luôn đóng. Khi nào mà cái cục này nó kéo cái phớt này ra này, kéo cái này này, đó nó kéo ra thì cái phớt nó bị rút ra thì cái nước nó sẽ chảy ra theo đường này. Rồi đến chế độ vắt thì cái cục này nó mới kéo đi, nguyên lý hoạt động nó như thế. Ok mọi người nhá, cảm ơn mọi người xem video nhé.